bá bá cái này là bánh hỏi mì xào gải không phải gải không phải gải ngọt lâu quá em nói tiếng Việt với bá ngọt 9, 3, 2, 4, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 15, 16, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 120. This is a beautiful pork spare ribs. Look at this meat. See? It's kind of like bread. It's shredded. This meat has been shredded. See the shreds? A chef would know this. See the shred? Little ones? See? This is very, very nice. Oh, is this lemongrass? Sorry, one tip. No, it's actually meat and lemongrass. This is lemongrass. This here lemongrass and it's meat. It's been shredded. So this is a beautiful loin pork. See? Already add some water in there. This one, if you keep it right, if you cook it right, you don't need a lot of juice with rice. You just need a little bit of water. That's all. And later on, I will share this one for my dogs. Cốn 1, 2, 4, 5, 6, cốn 2, 3, 4, 6, 7, cốn 19, 18, 19, 16, 17, 23, 26, 27, 49, 50, 56, 70, 70, 89, 82, 87, 86, 84, 85, 82, 83, 89, 13, 14, 15, 16, 17, 84, 80, 89, 80, 89, 83, 84, 89, 15, 16, 17, 19, 24, 28, 26, 27, 24, 23, 29, 15, 16, 18, 10, 19, 20, 24, 26, 73, 79, 78, 74, 75, 76, 78, 79, 70, 76, 70, 78, 79, 72, 71, 33, 38, 79, 45, 76, 70, 78, 79, 73, 74, 70, 76, 77, 79, 70, 77, this is oil, 79, 70, 78, 72, 73, 79, 77, 76, 70, 78, 79, 72, 70, 78, 79, 70, 74, 76, 77, 79, 78, 90, 98, 99, 90, 96, 97. Cái này là số 1 ba. It's on low. Cái high one is cái số 6. Bây giờ con để vậy. Hồi nãy con bỏ cái cái gì lâu không nói. The lid. The pot lid. See? Cái này là ngon lắm ba. Hồi trước ba nấu mấy cái này ngon lắm. See? Cái này là ngon lắm bác. Cái này bỏ chút xíu dầu vô. Rồi chiên á. Con chiên chút xíu. Rồi cái con chiên số 6 nó nóng lắm. Con chiên cho nó hơi nâu. Nó nâu xong cái làm cái này. Còn lâu quá nó chứ gì bác. Bỏ cái này số 1. Số 1 là vậy nè bác. Rồi con bỏ cái lid vô. Vậy. It's not stew or steaming. It just goes like that. So I just leave it like that. With a lot of water, like just a little bit of water, like 1.5 cup of water in there. And then later on, I turned it off. And I just leave it off. And then Gary got home and then I'm starting to recook this one. And that's how it becomes. So when it becomes like this, it's very, very nice flavor. You can tell by the pork oil, you know, the original fat and stuff like that. And also the meat has been shredded.
So this meat here is shredded. It's very, very tender. Very, very tender. I just bought this today. So, of course, you have to check out how fresh the meat are. So the meat is really fresh to be like this. So this is pretty much finished. And I'm just cooking rice. Ba, 18, 16, 17, 19. Ba, cái này là con chiên... cái này là con chiên choi sam. Tại vì con thích ăn choi sam nhiều lắm. Con có ăn thịt nhiều. Thịt là tốt. Mà con muốn ăn thịt nhiều. Tại vì... khỏi nói mấy cái đó. Chúc con chiên cái này, tại vì con để nghe nè bác. Cái này là ngon lắm. Cái này là lemongrass, salt, sugar, lime, MSG. That's pretty much it. That's it. And a little bit of chili oil. Just had a little bit of chili oil. Ba 16, 17, 19, 28, 27, 26, 29, 30, 34, 32, 37, 46, 49, 18, 19, 20, 29, 18, 10, 16, 17, 19, 24, 26, 25, 27, 26, 29, 30, 39, 70, 78, 79. Cái này là con xài ba. Cái này là chili oil á. Con xài cái này nè. Mà mốt con ưa ăn cái này lắm, chừng nào con ăn cơm á. Con ưa ăn cái này lắm, mà cái này không có cay. Cái này là cái chili oil ở cái shop in Clayton. Cái này không có cay bá, tại vì con ăn ớt nhiều lắm, con thích lắm. Mà chừng nào cái ớt nó cay á, nó phụ người mà bị thương. Không phải bị thương má, cạo gió. Hồi trước má dạy con cạo gió đó. A cold, a flu on a cold. That's what it is. Look everyone. It's a really nice flavor, this one, see? I just leave like that. Well, the chef knows if you put a lid on, you can get a little bit more water or juice. But you can leave it like that. It's up to you guys. You can do whatever you like. But this is a really nice flavor. I won't eat them. I've been nicking them. Sometimes when I cook, I actually have a little bite and nick them. And I nick them means I just have a little bite to taste the flavor. And I just leave it. Try some. 94, 92, 13, 18, 15, 16, 17, 19, 25, 23, 26, 27, 28, 40, 46, 49, 15, 18, 24, 23, 19, 20, 24, 20, 27, 28, 20, 26, 25, 28, 29, 40, 29, 46, 27, 48, 3 phò 19, 15, 16, 17, 19, 18, 10, 16, 15, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 34, 38, 70, 79, 70, 76. I'm holding my phone, so later on I'll put MSG and a bit of salt in here. And that's pretty much it for this one. My mum had cooked this one because I grew up with my mum when I was young, and she... makes she cook a lot of this. She eats a lot of this too. Cái này là ngon lắm má. Tại vì bỏ chút xíu muối như là MSG thôi. Nè bác, cái này ngon lắm. À, 48, 49, 15, 16, 17, 19, 84, 82, 18, 19, 23, 24, 27, 26, 18, 19, 25, 20, 40, 40, 88, 89, 16, 24, 16, 24, 39, 45, 47, 46, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 16, 17, 15, 46, 42, 48, 49, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 30, 39, 18, 19, 20, 10, 15, 16, 20, 23, 29, 18, 39, 45, 46, 48, 19, 80, 20, 20, 16, 17, 19, 48, 49, 50, 56, 70,
78, 79, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 20. À, má với bá mấy cái này là ngon lắm. À, tại vì à, chị nào có nấu ở nhà mấy cái này ngon lắm. Bá là thương con nhiều lắm, con thương bá nhiều lắm. Mà đừng có làm cái gì hết, tại vì con thương bá với má nhiều lắm. À, má với bá muốn làm gì làm. Tại vì ai cũng ăn thai hả? Không phải thai, ăn bánh trai, ăn khai, không phải. Oh, different. Tiếng Việt lâu quá không nói chuyện, tiếng Việt lâu quá không nói chuyện với má. Ăn different. Everyone eats different food. That's what I mean in Vietnamese. I can't find the word because I haven't spoken to my mom for a long time. I don't actually talk to my mom a lot. But anyway, bá 19, 24, 27, 26, 70, 18, 23, 29, 45, 46, 47, 48, 49, 18, 12, 14, 33, 39, 38, 32, 36, 37, 49, 45, 46, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 30, 30, 30, 36, 37, 38, 39, 20. Bá mấy cái này là không phải là GST. Tại vì chị nào có nấu có tính vào cái GST phụ Việt Nam. Tại vì mấy cái này là ngon lắm. Ngon lắm. Mà lâu quá con nói chuyện bá với má tiếng tàu con nó mắc. Mà đừng có lo. Tại vì mai mốt mấy cái này là mấy cái nhà hàng nó làm này là ngon lắm. Tại vì cái này là giống như tại vì trước bà nội bá má của bá nghèo lắm, bá cũng nghèo mà giờ con thương bá nhiều lắm, con phụ bá nhiều lắm. Tại vì bá dạy con rồi bá cho con tiền hồi trước con nhỏ, bá cho con 5 đồng 10 đồng cái này kia, với lại bá phụ con đi học cái này kia. Bởi vì con thương bá nhiều lắm. Chắc mai mốt con khóc. Ôi bộ, nếu con khóc là thiệt lắm. Mà cái này là thiệt mà bá, cái này là ngon lắm. Tại vì bá nấu ngon lắm. Mà bây giờ đừng có lo bá, tại vì giờ con làm rồi. Đừng có lo. 64, 67, 92, 97, 98, 90, 96, 99, 90, 98, 97, 93, 96, 92, 91, 99, 98, 90, 99, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 90, 99, 13, 18, 19, 20, 26, 27, 24, 13, 16, 19, 55. Má, cái này xong rồi. Con không có ăn thịt nhiều tại vì con sợ bị mập. Chừng nào ăn thịt nhiều quá con sợ bị mập. Bởi vì con ăn nhiều cái vegetable lắm. Mà không sao hết, cái này nó cái này không có sao hết bá luôn. Mà ai cũng khác hết, ai cũng thích ăn thịt, ai cũng không thích ăn vegetable hết. Mà đó là lâu có sao, ai cũng khác. Đúng giờ má, ăn khác. Lâu quá con không nói cái gì với má, không biết chuyện nó ưa mắt. 16, 14, 10... Nà bá, see? 16, 14, 19, this has been shredded. 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 15, 16, 14, 16, 13, 19, 24, 25, 26, 27, 24, 13, 19, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 20, 29, 24, 28, 20, 20, 24, 25, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 45, 42, 43, 43, 49, 45, 42, 43, 43, 19, 16, 17. Skyline reversed into the democracy of the implementation to implement the right material and also to artify the network of a program. In that way, the Vietnamese program will sell a certain amount of Skyline in relation to a scholarship and also to function the order of the condition of your methodology and also to theory the controller of a deletion by the DOS attack, which is an uneven order of a formula to degrade into a shred. So this meat here has been shredded. I didn't do it, just cook like that. Master Chef will know this more than me. So I hope you guys enjoy.
complete. Má bá giờ con ăn.